chị em nhà Quang Linh lên live hàng Zoom để đặt ra 10 vạn câu hỏi vì sao mà toàn là chuyện khó nói. Nhưng mà hút làm ảnh quá là nó có quang không? Vậy nè. Không. Nó có bị xoắn lại. Nani? Nó bị từ dài đó, xong rồi bị xoắn như này này. Đúng không? Ê, cái này không phải là cái máy trộn bột em, cái này là máy hút sổ nha em. 92 là một hộp bao nhiêu cái? Sao lại bỏ ra 92.000 mua cái này để chắn bưởi nhỉ? Quả bưởi làm gì đến 92.000? Không, cái bưởi nó chỉ giá lắm em. Kết nạn của hàng du mục thật sự là phải gọi tên Quang Linh và Nhật Lệ thật rồi. Hai anh em nhà này được cái sơ hở là hỏi, mà đã hỏi là câu nào cũng nằm trong cái vùng tế nhị khiến hàng du mục cứ phải xịt keo vì chưa biết trả lời sao cho tinh tế mà không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên live. Điển hình như trong phiên live bán máy hút sữa cho những mẹ bỉm sữa. Và để tư vấn kỹ hơn cho những mẹ mới lần đầu làm mẹ nên hàng du mục diễn tả vô cùng chi tiết trên live thì Nhật Lệ buông một câu hỏi rằng, nếu hút mà mạnh quá thì nó có bị xoắn lại không? Trời đất ơi, xoắn là cái gì xoắn ta? Alo chị Nhật Lệ mình ơi! Đã vậy, chị ta còn ngây thơ thắc mắc rằng hút sữa nhiều sợ nó sẽ bị dài ra rồi xoắn lại. Hẳn là chị ta đang lo về mỹ quan đô thị sau này khi có con chăng. Hút thì ta nói nó dài ngoằng ra rồi thì mình hiểu rồi, chứ mình còn kêu mà nó ngoằng lại nó. Dài xong rồi nó lại thu lại à? À có lúc nó không thu luôn. Ui thế á? Hàng du mục chỉ biết cười khổ mà giải thích cho cô em nhỏ dại chưa trải sự đời rằng cái này là máy hút sữa, chứ không phải là máy trộn bột mà đòi xoắn. Nó chỉ dài ra là hàng du mục đã nói tượng hình lắm rồi. Mình tưởng tượng trong đầu đi chứ mà còn đi sâu vào chi tiết thì không biết là supply lúc nào không hay. Sau đó cô ấy lại tiếp tục hỏi hàng du mục về chuyên mục tắt sữa. Đấy, có phải là chị nào em đấy chưa? Nhớ Quang Linh cũng có mấy lần like đồ của chị em phụ nữ chung với hàng du mục cũng biết bao nhiêu là câu hỏi. Ban đầu anh ta còn rén mà bảo không quan tâm. Lên sản phẩm nào mà khó nói cái là anh ta cứ cảm thán lại đến nữa rồi. Còn không thì cũng dỗi là tại sao lúc ăn uống không kêu vào mà đến mấy cái này lại hay hú vào chọc ảnh cho tăng view hay sao đấy. Đến nơi vô đây chơi này đi em. Thế mà ăn uống thì không kêu vào. Có ăn gì đâu nãy giờ. Nãy giờ ăn cơm thịt. Về sau thì sao, Quang Linh đã chuyển sang làm mẫu luôn cho hàng du mục từ túi sách, đứng tạo dáng rất chi là nghệ. Lẻ đi. Lẹ đi. Rồi đến chiếc lai miếng dán bên bể bơi sóng gió khiến chồng hàng du mục ghen lồng lộn lên. Thời đấy ảnh còn ngang nhiên hỏi cái này để dán dưa hấu bán hay gì. Lai này là lai bán dưa hấu, bán bưởi. Chứ rồi bán mấy cái này mà không ẩn dụ dán dưa dán bưởi thì chẳng lẽ lại nói thẳng ra Bán cái dán bưởi. Chỉ dán đây. Tôi chỉ cắt cái khúc này để múc đúng không? Lấy xìa múc ăn đúng không? Thấy sao? Đúng là bó tay với ổng, đã vậy còn thắc mắc tự nhiên bỏ 92.000 ra mua cái này làm gì, trái bưởi làm gì đến 92.000. Trời ơi, ông thần ơi, trái bưởi này không phải muốn mua là có nha ông. Hàng du mục thì cứ ngồi cười mãi vì độ ngây ngô của em giọt bình, tuyên bố là phải kiếm người yêu cho liền chứ để lâu là không ổn rồi. Cái bưởi nó giá trị lắm. Không, không phải đi đâu mua cũng có. Đấy, hai chị em mà cứ thay phiên nhau đặt ra 10 vạn câu hỏi vì sao mãi kiểu này thì hàng du mục chắc sắp tới phải mở riêng một like để giải đáp thắc mắc bất thôi. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.